Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Trung Ninh Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Khẩn trương triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 5. Lãnh đạo tỉnh làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Khánh thành hệ thống truyền dẫn và mạng internet băng rồng tại hai xã Tân Trạch và Thường Trạch, huyện Bố Trạch, một quý vị và các bạn theo dõi tin báo khẩn cấp cơn bão số 5. Hồi 16 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 15,6 độ vĩ Bắc, 112,6 độ đô kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10, tức là 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm đến 4 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ vĩ Bắc, 110,3 độ đô kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 220 km, cách Quảng Trị khoảng 300 km, cách Quảng Bình khoảng 400 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 cấp 11, tức là 90 đến 115 km/h, giật cấp 13. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 9, cấp 10, tức là 75 đến 100 km một giờ, giật cấp 12. Đến 16 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ vị Bắc, 106,8 độ đô Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 tức là 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giờ từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 11,5 độ vị Bắc đến vị tuyến 18 độ vị Bắc, phía Tây kinh tuyến 115 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão, nên khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, Biển Đông dữ dội. Từ sáng sớm ngày mai 18 tháng 9, do ảnh hưởng của bão số 5, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Côn Cỏ, có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, Biển Đông dữ dội. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng phía Nam Vịnh, có nơi cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, cơn đề phong sóng cao từ 3 đến 5 m, kết hợp với nước sân do bão cao từ 0,5 đến 1 m, gây ngập úng cả khu vực đầm phá, vùng trũng cửa sông ven biển. Trong 24 giờ đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp đến 4 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí trung tâm áp thấp ở vào khoảng 17,3 độ vị Bắc, 103,7 độ Kinh Đông trên đất liền Thái Lan. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 Thừa tỉ Quảng Bình trên đất liền, từ đêm nay 17 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, có mưa vừa đến mưa to, rải rác mưa rất to, mưa to tập trung trong ngày 18 tháng 9. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm trên một đợt, có nơi trên 350 mm gió Tây Bắc mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Trên biển, từ đêm nay có mưa, vùng biển ngoài khơi có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét, biển đông dữ dội. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có công điện số 09 CD UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình điện trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh chủ tịch ủy ban nhân các huyện thành phố thị xã giám đốc thủ trưởng các sở ngành đơn vị cấp tỉnh để khẩn trương phòng chống cơn bão số năm và mưa lũ hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân chủ tịch ủy ban nhân tỉnh yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh thủ trưởng các sở ngành đơn vị cấp tỉnh chủ tịch ủy ban nhân các huyện thành phố thị xã thực hiện nghiêm công điện số 1258 CD ttg ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, công điện số 11 CDTU ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Công điện số 116 CD BCH ngày 15 tháng 9 năm 2020 và công điện số 117 CD BCH ngày 16 tháng 9 năm 2020 của trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm ban chỉ huy phòng thủ Dân sư tỉnh Quảng Bình theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 và mưa lũ, kịp thời chỉ đạo ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ. Tạm dừng cả cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng chống bão số 5, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau. 1. Đối với khu vực trên sông, trên biển, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Bình, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố ven biển kiên quyết kêu gọi tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển Di chuyển vào bờ hoặc hướng dẫn di chuyển thoát ra và không đi vào vùng nguy hiểm. Cổng việc ra khơi của tàu thuyền phương tiện kể cả vận tải và tàu du lịch kể từ 12 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2020 cho đến khi bão tan. Không còn cảnh báo rủi ro thiên tai theo dự báo cảnh báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia. Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Tổ chức hướng dẫn hỗ trợ di rời gia cụ và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với lòng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản, tổ chức di dời người dân hoạt động trên biển và đất liền trước khi bão đổ bộ. 2. Đối với khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thị xã khẩn trương ra soát, sơ tán di dời dân, sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và du khách tại các khu vực nguy hiểm, nhất là tại khu vực ven biển cửa sông khu vực có nguy cơ ngập sâu sạt lở trên các lồng bê, trời canh nuôi trồng thủy hải sản, trong các nhà không đảm bảo an toàn. Trong đó, cần lưu ý công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực sơ tán, chủ động tiêu nước, trọng ủng, ngập đối với các đô thị và bảo vệ sản xuất nông nghiệp, triển khai các biện pháp bảo vệ công trình, các dự án đang thi công viên biển, khu vực khai thác khoảng sản, các trang trại, hướng dẫn người dân gia cố bảo vệ nhà cửa, chỉ đạo triển khai các biện pháp gia cố bảo vệ trường học cơ sở y tế, các tháp cao, khu kinh tế, khu du lịch, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, khâu tăng, chặt tỉa cây xanh, hạ các biển quảng cáo để đảm bảo an toàn, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều theo các bảo đồng, nhất là đối với các tuyển đê biển bị sự cố đang thi công, sẵn sàng lực lượng vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch, dịch vụ ở cửa sông ven biển đối với khu vực miền núi trung du chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã tập trung kiểm tra giám sát cả khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ngập sâu mưa lớn sẵn sàng lực lượng phương tiện sơ tán di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm hướng dẫn kiểm soát giao thông tại khu vực nước ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi thủy điện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập hồ chứa nhất là đối với các đập hồ chứa nước sung yếu chủ động dự trữ lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính ba một số nhiệm vụ cụ thể ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiểm nạn, kiếm cứu nạn kiêm ban chỉ huy phòng thủ giữa tỉnh tổ chức các đoàn công tác chỉ đạo kịp thời các địa bàn các công trình trọng điểm của địa phương các ngành đôn đốc chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã các sở ban ngành đơn vị triển khai công tác phòng chống cơn bão số 5 thường xuyên báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi và ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn vùng hạ du kiểm tra phương án thông tin cảnh báo phương án sơ tán dân vùng hạ du trong tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp đảm bảo an toàn của các công trình đang thi công xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp các hồ chứa vừa và nhỏ hồ trung yếu nhất là dự án hệ thống thủy lợi rào nan sở giao thông vận tải bố trí lực lượng vật tư thiết bị tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở do mưa lũ để sẵn sàng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính bộ chỉ huy công sự tỉnh công an tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ để chủ động tổ chức lực lượng phương tiện vật tư sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sở Công Thương, Đi lực Quảng Bình theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra có phương án đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và các khu thủy điện trên địa bàn, đảm bảo lương thực thực phẩm dự trữ phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là ở khu vực có khả năng bị chia cắt vùng sâu vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc sinh sống. Sở Y tế chủ động chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở và hướng dẫn các địa phương triển khai phương án bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại nơi sơ tán. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cho học sinh nghỉ học kể từ chiều ngày 17 tháng 9 năm 2020 để các trường có thời gian triển khai công tác phòng chống bão. Chủ động quyết định thời gian đi học trở lại đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên trước, trong và sau mưa bão. Sở Du lịch kiểm tra chỉ đạo các đơn vị địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các chuyên nghiệp viễn thông trên địa bàn nhận tin cảnh báo bão để người dân biết để chủ động phòng tránh tổ chức bổ trì các lực lượng cố đình và di động trực tại những khu vực mưa lũ để kịp thời xử lý đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống sở tài nguyên và môi trường chỉ đạo kiểm tra việc triển khai các phương án bảo vệ đảm bảo môi trường trước trong và sau bão đại khí tượng thủy văn quảng bình tiếp tục theo dõi diễn biến của cơn bão số năm dự báo và cung cấp thông tin cho lãnh đạo tỉnh để chỉ đạo và phối hợp với đài phát thanh truyền hình quảng bình bảo quảng bình và các phương tiện thông tin đại chúng khác để thông tin kịp thời về diễn biến của bão mưa lũ để nhân dân biết chủ động phòng tránh. Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, Bảo Quảng Bình thường xuyên cập nhật về diễn biến của bão mưa lũ, tăng cường thời lượng phát sóng truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết chủ động phòng tránh ứng phó. Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm ban chỉ huy phòng thủ nhân sự tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, giám đốc thủ trưởng các sở ngành, đơn vị cấp tỉnh khẩn trương thực hiện. Kỳ thay chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Phong đã kỳ hết nội dung công điện. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 17 tháng 9, ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số năm tại Quảng Bình. Tham gia đoàn kiểm tra về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ trên dự tỉnh, đồng chí Trần Phong, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng ban thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ trên dự tỉnh. Kiểm tra tại khu nêu đầu tránh trụ báo cho tàu cả cửa danh, nơi có gần 600 tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh đang neo đầu tránh trụ báo. Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cương về công tác ứng phó với bão số 5 của tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, kiêm phong thủ dân sự tỉnh đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị địa phương và nhân dân thực hiện phương châm bốn tại chỗ để ứng phó với bão số 5. Hôm nay thì là các đơn vị địa phương cơ sở thì là tập trung cả cái công trình có trọng điểm. Thứ nhất là các cái hồ đập cả công ty xây dựng thì chúng tôi đang cho dừng xây dựng để mà rằng chống uh, kết cấu lại cho chắc chắn thứ hai là kêu gọi tàu thuyền uh, ở ngoài khơi về và hiện nay bỏ một chí là đã đầy uh, đây một trăm tàu thuyền đã về đến bờ và chúng sắp xếp để neo đầu bảo an toàn uh, và hôm nay là cấm biển rồi cấm biển không có ai ngoài hoạt động ngoài biển nữa ngoài ra các trường học, các cái đối với phương án là cho các trường học các cháu hôm nay là nghỉ học để mà rằng chống cả cái trường lớp và cả cái phòng học cho đảm bảo an toàn và chuẩn bị phương án di dân trong điều kiện mưa to mưa lớn và bão lớn rất nguy hiểm chúng tôi bảo đảm cho bà con di dân sơ tán an toàn khi bão lớn và lũ thể xảy ra qua kiểm tra tình hình Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cương ghi nhận và đánh giá cao công tác chủ động phong chống bão của các tỉnh miền Trung nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng, đã tích cực triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 theo đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương. Từ nay đến mai thì cái việc đầu tiên tức là phải chú ý hết sức an toàn là số tàu thuyền còn lại thì kêu gọi vào bờ để đảm bảo. Thứ hai nữa là toàn bộ những tàu thuyền đã vào neo đậu thì phải giữ gìn an ninh trật tự cho bà con ngư dân và không để xảy ra những cái rủi ro ngay tại những nơi neo động như thế này. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là phân công thật kỹ, chắc chắn có cái lực lượng đến từng cụm dân cư mà nếu điều kiện mưa bão đến mà phải di rời là phải di rời một cách đảm bảo an toàn chủ động trước cái thời gian đó thì đó là một cái điểm và một cái điểm nữa là đề phòng khả năng mưa lớn do đó là ở những cái công trình thủy lợi công trình thủy điện thiết yếu và đặc biệt là vùng toàn bộ sườn tây thì chuẩn bị ứng phó với nếu mưa lớn xảy ra cái lũ ống lũ quét để đảm bảo an toàn tính mạng cho uh, trước hết là con người, cái thứ hai là các thiết chế công trình. Uh, và một cái điểm nữa là tất cả những cái hoạt động uh, du lịch dịch vụ ven biển ấy thì kiên quyết là phải đảm bảo không để cho chủ quan cho rằng là bão nhẹ cho rằng là mưa nhỏ mà để xảy ra cái những cái tình huống rủi ro và một điểm nữa là tất cả các địa phương thì ngày mai là cho các học sinh cấp 1, cấp 2 nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng cho các cháu. Không chỉ ngày mai mà nhiều tỉnh thì cả ngày thứ bảy cũng cho các học sinh được nghỉ. Thì chúng tôi cho rằng những biện pháp đó để đảm bảo chúng ta không được chủ quan, cố gắng chuẩn bị tích cực nhất để nếu điều kiện bão vào mà cấp bão lớn hoặc là cái điều kiện mưa lớn chúng ta có thể chủ động giảm thiểu các cái thiệt hại. Cũng trong chiều ngày 17 tháng 9, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cương đã đi kiểm tra kè biển xã Nhân Trạch huyện Bộ Trạch. Là công trình nhằm bảo vệ bờ biển, chống xâm lấn bờ khi mưa, bão, triều cương, để góp phần bảo vệ tỉnh mang tài sản người dân, bảo vệ đất sản xuất và hạ tầng công cộng, hạ tầng dân sinh của xã Nhân Trạch. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 17 tháng 9, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương trong tỉnh cùng đi có đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiểm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương liên quan. Kiểm tra dự án nhà máy điện mặt trời 49,5 MWP Doha Lê Thủy thuộc tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Doha, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị trước khi bão đổ bộ cần cho toàn bộ cán bộ công nhân nghỉ để đảm bảo an toàn tính mạng, trang trọng nhà cửa, phân xưởng, công trình triển khai các phương án bảo đảm an toàn thiết bị, vân vân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão tại xã Ngư Thủy. Nơi có gần 100 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đang được chuẩn bị triển khai di dời trong đêm 17 tháng 9. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 776 tàu thuyền của ngư dân cũng đã được di chuyển vào nơi an toàn. Báo cáo về tình hình phòng chống cơn bão số 5, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Ngư Thủy huyện Lê Thủy cho biết những cái ngôi nhà mà sạt bờ có khả năng sạt lở và không an toàn thì chúng tôi là tiến hành gần 100 trăm hộ chuẩn bị đang còn di dời và đêm nay là hoàn thành việc di dời để đến nơi trú ẩn ở cái nhà có kiên cố nhà cao tầng và cao nhà băng để đảm bảo cho an toàn cho người dân hiện nay ban chỉ huy phòng chống lụt bão của xã đã triển khai có hai cái khu vực chỉ huy của hai xã cũ là tại hai khu vực để tiến hành chỉ huy đồng thời là 10 thôn là có cái tổ chỉ huy ở ngay từng thôn để trực tiếp thực hiện kinh nhiệm vụ là bốn tại chỗ cơ sở vật chất tại chỗ rồi lực lượng tại chỗ chỉ huy tại chỗ và một số điểm có liên quan công tác tại chỗ để thực hiện công tác phòng chống lụt bão số năm sau khi nắm bắt tình hình thực tế đồng chí vũ đại thắng bí thư tỉnh ủy lưu ý cấp ủy và chính quyền địa phương cơ sở tuyệt đối không được chủ quan lơ là cần thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời tinh thần này cần được quản triệt đến tận mỗi một người dân Chiều nay ngày 17 tháng 9, đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 5 tại huyện Bố Trạch. Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của huyện, bố trí cán bộ ứng trực 24 trên 24 giờ. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc và chỉ đạo xử lý khi có các tình huống xảy ra. Các xã thị trấn phân công cán bộ trực thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến của cơn bão, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân biết, phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Thông báo kêu gọi tất cả các tàu thuyền vào bờ, tìm nơi tránh trú bão an toàn. Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, kiêm Phong thủ dân sự tỉnh, cùng đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đồng chí Trân Phong, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trụ bão an toàn tại khu neo đầu tránh trụ bão tàu cá cửa danh ở xã Bắc Trạch, huyện Bộ Trạch và khu neo đầu tránh trụ bão tàu cá cửa ron ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch đến 15 giờ ngày 17 tháng 9 có 6.521 phương tiện tàu thuyền với gần 22.600 lao động của tỉnh Quảng Bình và 211 phương tiện của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã vào tránh trú an toàn tại các khu neo đầu trên địa bàn. Còn lại 43 phương tiện tàu thuyền với hơn 300 lao động đang được các lực lượng chức năng kêu gọi hướng dẫn vào nơi tránh trú báo an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống bão số 5 tại công trình dự án thủy lợi Giao Nan ở xã Quảng Sơn thị xã Ba Đôn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương đơn vị cần nêu cao tinh thần chủ động, sẵn sàng triển khai các phương án để ứng phó với bão số 5 theo phương châm bốn tại chỗ. Tới thời điểm hiện nay thì đối với các cái địa bàn sung yếu mà có nguy cơ sạt lở đất xảy ra thì cũng đã có các huyện, các ban chỉ huy của các huyện cũng đã xây dựng cái phương án di rời bà con nhân dân đến những nơi trú ẩn an toàn. Thứ hai nữa, đối với những cái phương tiện tàu thuyền đến biển, thì các lực lượng chức năng của tỉnh cũng đã kêu gọi vào những cái nơi trú ẩn và tại các khu neo đậu thì đã được các cái đơn vị liên quan, đơn vị quản lý và bộ đội biên phòng là tuần tra để hướng dẫn bà con neo đậu đúng kỹ thuật để đảm bảo khi tài sản của bà con. Chỉ đạo các địa phương chuẩn bị những cái cơ sở vật chất thiết yếu chuẩn bị những cái địa điểm để không bị động khi mà sơ tán bà con về nơi trú ẩn đối với các địa phương, các chủ đầu tư có cái biện pháp để bảo vệ các cái công trình mà đang thi công tiếp tục để kiểm tra để nắm tình hình để có cái biện pháp hữu hiệu để bảo vệ những cái tài sản của nhà nước đã đầu tư ở các công trình đảm bảo không bị thiệt hại và đảm bảo là an toàn đối với các cái hồ đập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành địa phương đơn vị của tỉnh Quảng Bình phải thường xuyên cập nhật theo dõi tình hình diễn biến của bão số 5 để có phương án ứng phó kịp thời, sẵn sàng lực lượng phương tiện để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra. Sáng nay ngày 17 tháng 9, Đại tá Lê Văn Vĩ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 5 qua kiểm tra, đồng chí chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó về bão số 5 của các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời lưu ý cấp ủy chỉ huy cả đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai hiệu quả công tác phòng chống bão theo phương châm bốn tại chỗ. Trước mắt, huy động toàn bộ lực lượng giúp dân chăng chống nhà cửa, di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm tập trung ra soát cả địa bàn trong điểm ngập lụt, chủ động triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa bão, phối hợp bảo đảm an toàn các hồ chứa nước và đập thủy lợi. Hiện 100% cán bộ chiến sĩ cả cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức ứng trực 100% quân số, tổ chức trang trọng doanh trại kho tang, chuẩn bị đầy đủ các loài ảo phao, nhà bạt, thực phẩm, nước uống để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, các lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đã được lệnh cơ đồng đến các địa bàn có nguy cơ ngập lụt để chủ động giúp dân phòng chống bão và khắc phục hậu quả khi có tình huống. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ đội biên phòng Quảng Bình đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó tập trung thông báo kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền biệt vị trí hướng đi của bão để vào bờ tránh trú hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã điều động lực lượng phương tiện về thường trực tại các địa bàn trọng điểm thực hiện nhiệm vụ. Sáng ngày 17 tháng 9, trên 50 cán bộ chiến sĩ thuộc cơ quan bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đã được tăng cường cho cả đơn vị cơ sở hỗ trợ nhân dân trong đó ưu tiên giúp đỡ cả gia đình chính sách neo đơn trang trọng nhà cửa đối với khu vực biên giới bờ biển triển khai việc trang trọng nhà cửa biển hiệu trụ sở cắt tỉa cây xanh đảm bảo phương án an toàn đối với cả công trình cao tầng công trình đang xây dựng đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân để chủ động ứng phó với bão số năm Trường diễn biến của cơn bão số năm có khả năng đổ bộ vào nước ta từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Trong chiều ngày 17 tháng 9 năm 2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó. Sau khi nghe công an các đơn vị địa phương báo cáo các phương án để ứng phó với bão số 5, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh cần chủ động trong mọi tình huống, triển khai lực lượng xuống địa bàn cơ sở, nhất là các địa bàn trọng yếu, vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân triển khai các phương án phòng chống bão lụt lực lượng cảnh sát giao thông sẵn sàng phân luồng đảm bảo an toàn giao thông thông suốt lực lượng cơ đồng phong cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai các nhiệm vụ để sẵn sàng hỗ trợ người dân trang chống nhà cửa giúp người dân khi bão đổ bộ công an các phòng nghiệp vụ và các địa phương sẵn sàng lực lượng trang thiết bị chủ động nắm thức tình hình đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân không để các loại tội phạm lợi dụng tình hình bão lụt để phạm tội cũng trong ngày Công an tỉnh đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó và phòng chống bão số 5 tại các địa bàn trọng yếu để kịp thời hỗ trợ nhân dân khi cần thiết. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, các địa phương trong tỉnh đang chủ động xây dựng phương án triển khai công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Là địa bàn có nhiều khe suối đi hình phức tạp, hàng năm đều xảy ra mưa lũ sạt lở đất nên công tác phòng chống lụt bão luôn được cấp ủy chính quyền xã Đức Hòa quan tâm chỉ đạo xã đã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công thành viên phụ trách các thôn, ra soát các điểm có khả năng sạt lở ngập lụt để tuyên truyền vận động người dân chủ động phòng chống. Chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án di dời dân tại cái khu vực này khi có tình trạng mưa lũ xảy ra và khi có cái, cái mưa lũ thì ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của xã, thường xuyên bảo đảm cái địa bàn người sự và chạy uh, những phương án chủ động di dời ba con, đặc biệt là các cái 80 hộ dọc theo cái khu vực sạt lở để để di dời đến nơi an toàn. Cùng với sự tuyên truyền vận động của chính quyền, người dân cũng đã chủ động ra cổ trang chảo la nhà cửa, chuẩn bị các điều kiện để ứng phó với mưa bão. Uh, chúng tôi ở đây thì uh, thuộc dạng cái vùng uh, rất là xấu lụt, cho nên là được kinh nghiệm từ năm 2066. nên là những năm gần đây chúng tôi đã um, cập nhật các cái thông tin trên tivi rồi thời tiết cả trên mạng xã hội rồi để mà kịp xoàn sửa dọn dẹp các đồ để đem lên trên sàn cất sớm đi dọn dụt gia cầm lại để mình uh, chuẩn bị cho chú đạo để mà tránh thiệt hại như những năm trước trước diễn biến phức tạp của bão số 5, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tuyên hóa đã tăng cường các biện pháp chủ động triển khai các phương án để ứng phó ủy ban huyện đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện vật tư để thực hiện tốt cái nội dung là bốn tại chỗ chỉ đạo các bán ngành và các xã thị trấn để là kiểm tra ra soát lại các cái công trình đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn để tránh cái thiệt hại do cái lũ lụt, lụt gây ra. Lãnh đạo huyện Minh Hòa cũng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại hai xã Thường Hòa và Trung Hòa. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo huyện Minh Hòa yêu cầu các xã không được chủ quan, cần phân công cán bộ túc trực 24 trên 24 giờ tại địa bàn được phân công, chủ động để thực hiện các phương án di dân khi xảy ra ngập lụt, chia cắt nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản cho bà con nhân dân. Cũng trong ngày 17 tháng 9, huyện Minh Hòa đã phân bổ 5 tấn gạo cho đồng bào rục ở xã Thường Hòa nhằm đảm bảo nguồn lương thực cho đồng bào khi lũ lụt xảy ra. Để ứng phó với cơn bão số 5, sáng ngày 17 tháng 9, Ban Chỉ huy Phong trọng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phong thủ dân sự thị xã Ba Đôn đã chỉ đạo các xã phương, bộ đội biên phòng cảng danh triển khai các phương án phong chống bão khẩn cấp, đồng thời kêu gọi các tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển và bờ để tránh bão, hướng dẫn ngư dân sắp xếp neo đầu phương tiện, sẵn sàng tham gia trực chiến thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. Huyện Bộ Trạch cũng đã tập trung triển khai cả biện pháp nhằm chủ động phong chống bão. Ngay trong sáng ngày 17 tháng 9, huyện Bộ Trạch đã tập trung kiểm điểm tàu thuyền, thông báo cho chủ cả phương tiện đang hoạt động biệt hưởng di chuyển của bão để tránh trú, tuyệt đối không để tàu thuyền ra khơi ngay lúc này. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện phương án đảm bảo hồ chứa, cả công trình đang thi công, cả khu nuôi trồng thủy sản ven biển ven sông chủ động triển khai các phương án ứng phó, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt, khẩn trương chăng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, kiểm tra hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, kiêm phong thủ dân sự thành phố Đông Hới cũng đã triển khai các phương án chủ động phòng chống bão số 5. Theo đó, các phòng ban đơn vị chức năng thành phố và các xã phương đã tập trung ra soát, kiểm điểm tàu thuyền phương tiện, thông báo kịp thời cho 161 tàu cá đang hoạt động trên biển vào bờ tránh trụ bão, chuẩn bị các phương án di dời dân và dự trữ lương thực thực phẩm sẵn sàng chi viện cho người dân cả khu vực sung yếu có nguy cơ ngập sâu sạt lở hướng dẫn người dân thực hiện cả biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ các công trình dự án đang thi công, đảm bảo an toàn hồ đập, hồ chứa nước, sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt các trục đường chính trên địa bàn. Ngày 17 tháng 9, lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã đi kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 5 tại các điểm sung yếu hồ đập, kè sông Nhật Lệ, khu neo đầu tàu thuyền chờ gỗ và một số mô hình sản xuất công nghệ cao trên địa bàn. Chỉ đạo cả lực lượng chuẩn bị sẵn sàng người phương tiện cứu hồ cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu, có phương án huy động nhân lực vật tư phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó với bão. Chủ trọng công tác an toàn hồ đập, các công trình giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đê đang thi công có phương án thu hoạch các diện tích hoa màu nuôi trong thủy sản nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra. Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy cũng đã tổ chức họp triển khai công tác phòng chống cơn bão số 5. Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành đơn vị xã thị trấn tăng cường công tác thông tin cảnh báo để nhân dân chủ động phòng chống, vận hành phương châm bốn tại chỗ một cách sát hợp, linh hoạt. Hai xã miền biển Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc thông báo và kêu gọi các tàu thuyền đánh cá trở về và đưa vào nơi neo đậu an toàn ba xã miền núi có phương án di rời dân để nơi an toàn, bảo vệ an toàn cả công trình thủy lợi đang thi công, hồ kè, đập chứa nước, vận động người dân ven sông suối không ra vượt củi để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi bão lũ xảy ra. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình vừa cầu công điện về việc khẩn trương triển khai thực hiện một số công việc để chủ động ứng phó với bão số 5. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cả đơn vị chủ động cho học sinh nghỉ từ chiều ngày 17 tháng 9 đối với các vùng có địa bàn phức tạp nhiều sông suối có nguy cơ lũ và sạt lở đất cao cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để tuyên truyền cho học sinh nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc sở giáo dục và đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức bộ phận trực ban huy động lực lượng cơ sở vật chất phương tiện kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra thực hiện nghiêm túc công tác trực ban huy động các nguồn lực theo phương châm bốn tại chỗ liên hệ và phối hợp chặt chẽ với ban phong chống lụt bão địa phương sẵn sàng phối hợp để ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phong thủ dân sự tỉnh trong triển khai công tác phòng chống bão số 5. nhiều địa phương đơn vì, nhất là trên cả công trình xây dựng trọng điểm xung yếu công tác chuẩn bị phong chống bão số 5 diễn ra rất khẩn trương nghiêm túc ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày 17 tháng 9. Sáng ngày 17 tháng 9, một ngày trước khi bảo số 5 đổ bộ, theo dự báo của khỉ tương thủy văn, trên công trình xây dựng hệ thống kè chống sạt lở bờ sông Nhật Lệ, thành phố Đông Hới, một không khí lao động hết sức khẩn trương, hối hả hơn với mọi ngày. Toàn bộ lực lượng xe máy nhân công đều tập trung cao độ để hoàn thành những phần việc còn lại trước 16 giờ. Với công trình sông nước thì nghe dự báo thời tiết trong những giai đoạn này, đặc biệt là cơn bão số 5 sẽ đổ bộ vào trong ngày mai thì ngày hôm nay là chúng tôi hoàn thiện tất cả những cái hạng mục mà nó đang nằm ở giữa cái phần âm đặc biệt là cái phần máy ép cốc là vì nó nặng hơn 200 tấn và cái di chuyển rất chậm cho nên bằng mọi kính giá chúng tôi sẽ hoàn thành cho đến chiều hôm nay là phải hoàn thiện cái đồ ở dưới hôm bóng và cho máy lên khỏi bờ và uh, tất cả các cái điều kiện để chuẩn bị cho máy uh, đầu được ở cái cốt cao trình là nó đảm bảo khi lũ là nó khỏi phải là thiệt hại về thiết bị còn tất cả những cái mại khác và nhân lực cho bọn tôi huy động toàn bộ làm trong cái thời gian này từ nay cho đến tối là phải hoàn thiện trên công trường đi là có như thu dọn toàn bộ cái máy móc thiết bị và con người phải lên khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn cho về người và thiết bị trong mưa bão. Dự án sẽ xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ bắc sông Nhật Lệ thuộc phương Phú Hải với tổng chiều dài 2,954 km với điểm đầu nối phía nam câu dài và điểm kết thúc giáp địa phận huyện Quảng Ninh. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng với tổng chiều dài hơn 1.470 m đoạn 1 từ bờ nam cầu dài đến phía bắc cảng cá Nhật Lệ, đoạn 2 từ phía nam nhà máy đóng tàu Nhật Lệ Quảng Bình đến phía nam cầu Nhật Lệ 2. Công trình được khởi công tháng 12 năm 2019 do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp thẳng lời đảm nhận thi công. Mặc dù thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nền đất yếu, phụ thuộc vào thủy triều, nhưng với quyết tâm vượt lũ, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành 80% khối lượng công trình. Cơn bão số 5 là cần kê thì cũng à, ban quản lý dự án cũng đã thông báo cũng như chủ đầu tư thì từ hôm qua đến giờ thì đơn vị chúng tôi cũng đã tập trung các phương tiện để là để kè lại toàn bộ hệ thống của kè để nhằm chống sỏi lở khi mưa mưa lớn xảy ra và đồng thời là à, toàn bộ xe máy là có kế hoạch là trong ngày chiều hôm nay là phải hoàn tất tất cả các cái công việc để đảm bảo về vấn đề là mưa mưa bão. Trên công trình sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đông Xuân, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, không khí lao động cũng không kém phân khẩn trương để chạy đua với thời tiết. Cho đến nay, cả hàng bộ công trình như đập chín, tràn xả lũ đã cơ bản hoàn thành đảm bảo vượt lũ an toàn. Với sự chỉ đạo kịp thời sâu sát của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh và các địa phương, sự vào cuộc kịp thời quyết liệt của cả đơn vị và người dân trong tỉnh sẽ góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão số năm gây ra. Chuyển sang các thông tin đảng quan tâm khác, thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 16 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về tình hình sản xuất nông nghiệp và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì buổi làm việc tham dự buổi làm việc về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ngành nông nghiệp Quảng Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phù hợp với tình hình của địa phương. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng bình quân 4% một năm, sản lượng lương thực ước đạt trên 30 vạn tấn một năm. Đến nay sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy hải sản đạt hơn 88.000 tấn, đồ che phủ rừng đạt 68%. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 67 xã đã về đích nông thôn mới, có hai xã gồm Quảng Đông và Trung Hóa đã hoàn thành 19 tiêu chí và đang lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Cương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong sản xuất nông nghiệp và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đồng chí nguyễn xuân cương đề nghị thời gian tới tỉnh quảng bình cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và nâng cao hiệu quả sản xuất hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại thích ứng với biến đổi khí hậu tích cực cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới xin giữ và phát huy giá trị của các làng nghề truyền thống nâng cao hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ tỉnh quảng bình trong quá trình thực hiện một số dự án nông nghiệp và phòng chống thiên tai trên địa bàn đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng lưu ý Quảng Bình cần chủ động các biện pháp ứng phó với diễn biến của cơn bão số 5. Chiều nay ngày 17 tháng 9, tại Ủy ban dân xã Thường Trạch huyện Bộ Trạch, Ủy ban dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tập đoàn Bố trình Viễn thông Việt Nam tổ chức lễ khánh thành hệ thống truyền dẫn và mạng internet băng rộng tại hai xã Tân Trạch, Thường Trạch, huyện Bộ Trạch. Như lễ có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng Đoàn đi biểu Quốc hội tỉnh. Dự án do tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đầu tư với tổng kinh phí đầu tư gần 7 tỷ đồng, triển khai tuyến cáp quang dài 62 km và dừng hơn 1.300 cột sắt cột bê tông. Trong quá trình triển khai, đơn vị thi công đã gặp rất nhiều khó khăn trong điều kiện phải đáp ứng cả yêu cầu của Tổ chức Di sản Thiên nhiên Thế giới UNESCO. Vượt qua những khó khăn bằng sự nỗ lực, sự giúp đỡ, ủng hộ của cả cơ quan có liên quan, sau 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ được giao. Đây là công trình chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự án hoàn thành sẽ cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, dịch vụ internet băng thông rộng cho hai xã Tân Trạch, Thường Trạch, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh cho 100% xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo tinh thần thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đưa internet băng thông rộng về tới hai xã biên giới Tân Trạch Thường Trạch, góp phần đảm bảo thông tin liên lạc quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, đồng thời giúp người dân nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tìm hiểu cả kiến thức phục vụ, vụ sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông đã đưa tuyến cáp quang băng thông rộng về hai xã Tân Trạch và Thường Trạch sớm hơn kế hoạch đề ra. Đồng chí đề nghị VNPT Quảng Bình tiếp tục nâng cấp chia sẻ hạ tầng viễn thông. Ủy ban nhân dân huyện bổ Trạch, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tiếp tục phối hợp với VNPT Quảng Bình nhằm khai thác sử dụng dịch vụ hiệu quả hệ thống truyền dẫn và mạng internet băng thông rộng. Hôm nay ngày 17 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, tiến ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020. Sự hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong giai đoạn 2015-2020, cả phong trào thi đua của ngành giáo dục được diễn ra thường xuyên liên tục sôi nổi rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Trọng tâm thi đua là phong trào dạy tốt học tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Qua cả phong trào thi đua, chất lượng giáo dục toàn diện đã được nâng lên rõ rệt. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có những bước tiến vượt bậc. Trong 2 năm liên tục, 2016-2017 có học sinh đạt hai huy chương bảng Olympic vật lý châu Á, hai huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế. Có một học sinh đã xuất sắc được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic vật lý châu Âu, một học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic châu Á. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua đồng chí đề nghị trong giai đoạn mới, ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục tạo sư chuyển biến về nhận thức đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, lấy chất lượng hiệu quả công tác quản lý giảng dạy, học tập, làm tư chuẩn phân đấu là thước đo để đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, tăng cường công tác phát hiện bồi dưỡng tuyên truyền nêu gương những điển hình tiên tiến trong cả phong trào thi đua. Tại hội nghị, thượng ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đồng chí Trần Hải Châu, ủy viên thường vụ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy đã trao huân chương lao động hạng ba cho ông Hoàng Thanh Cảnh, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Quyên Võ Nguyên Giáp. Trao cờ thi đua cho tập thể trường trung học phổ thông Lê Quỷ Đôn, huyện Bộ Trạch. Dịp này nhiều tập thể cá nhân học sinh có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và học tập đã được nhận bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và được sở giáo dục và đào tạo vinh danh tặng thưởng. dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 17 ngày 18 tháng 9. Khu vực thị trấn Đông Lê, đầy mây có mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa to và rông, trong cơn sông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm 95 đến 100%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, đầy mây, có mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và rông, trong cơn sông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm 92 đến 100%. Khu vực thị xã Ba Đôn đầy mây, có mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và rông. Trong cơn rông đề phong lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm 93 đến 100%. Khu vực thị trấn Phong Nha đầy mây, có mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và rông. Trong cơn rông đề phong lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm 93 đến 99%. Khu vực thị trấn Hoa Lão đầy mây, có mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và rông. Trong cơn rông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm 92 đến 99%. Khu vực thành phố Đông Hới, đầy mây, có mưa to đến rất to dòng. Dòng và rông. Trong cơn rông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ, độ ẩm 92 đến 99%. Khu vực thị trấn Quảng Hầu, đầy mây, có mưa to đến rất to dòng. Dòng và rông. Trong cơn rông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ, độ ẩm 92 đến 99%. Khu vực thị trấn Kiến Giang đầy mây, có mưa to đến rất to và rông. Trong cơn rông đều phong lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ, độ ẩm 93 đến 99%. Sự báo thơ tiết biển, từ đêm nay có mưa, vùng biển ngoài khơi có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét, biển đông dữ dội. Sự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 9, nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và rông, ngày có mưa vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 99%. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi hướng dẫn trang trọng nhà cửa, phòng chống bão. Giảm thiểu tốc mái bằng bao cát. Đối với nhà có độ dốc mái lớn, dùng các bao cát đóng lỏng có trọng lượng từ 15 đến 20 kg, nối với nhau bằng dây và đặt vắt qua mái nhà, sao cho các bao cát nằm sát trên đầu tấm lợp hoặc mép tiếp giáp của các tấm lợp. Khoảng cách giữa các bao cát là 1m50 ở vùng giữa mái và 1m ở xung quanh mái. Đối với nhà có độ dốc mái nhỏ, làm tương tự như trên nhưng không cần dùng dây nối các bao cát với nhau. Đặt lên mái các thanh nẹp, cách nhau khoảng từ 1m50 đến 2m tại mép trồng lên giữa hai tấm lợp. Đục lỗ tại các đỉnh mút tấm lợp, dùng thép phi 2mm buộc thanh nẹp vào xà gồ, đòn tay, dùng vữa xi măng hoặc keo chống rột để bít lỗ đục tấm lợp. với các mái nhà tôn phi xi đặt các thanh chặn ngang bằng cây gỗ thép lên mái cách nhau khoảng một mét đặt tiếp các răng chữ a đỉnh chữ a nằm ở đỉnh nơi tiếp giáp giữa hai mái nhà cách nhau khoảng hai mét năm mươi lên thanh chặn cột thanh chặn vào thanh rằng bằng dây thép hoặc các loại dây khác sau đó dùng dây thép hoặc dây thừng chảo neo rằng chữ a vào các cọc cây đóng sâu xuống đất khoảng từ một đến một mét năm mươi cài chặt chốt cửa ra vào, cửa sổ neo cửa bằng đòn cây vào tường nhà để phòng gió giật làm bung cửa, dán cửa kính bằng băng keo dính bản rộng để giảm thiểu vỡ kính, bịt các khe hở giữa đỉnh tường và mái, các lỗ thông gió tường, đầu hồi và trên cửa. Chương trình thời sự tối nay chưa được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là bản tin thể thao.